Qua công tác nắm tình hình, giữa tháng 6 năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một số đối tượng ngoài tỉnh có dấu hiệu vận chuyển trái phép pháo các loại vào địa bàn tỉnh Nghệ An. Chuyên án 2018T được xác lập. Sau khi củng cố tài liệu, khoảng 2 giờ ngày 1 tháng 7, tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, ban chuyên án phối hợp cùng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Nghệ An và Trạm Cảnh sát Giao thông huyện Diễn Châu phát hiện một đối tượng điều khiển xe container mang biển kiểm soát 98C14971 kéo theo rơ móc 98R01179 đang dừng đậu để bốc hàng xuống. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện 200 kg pháo các loại, gồm 120 hộp pháo hoa và 507 quả pháo ông sư được giấu trong cabin của xe ô tô. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Hoàng Văn Nguyên, sinh năm 1981, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng là lái xe chuyên nghiệp, tuy đi tuyến đường dài, nhưng đối tượng chỉ đi một mình để bảo toàn bí mật thông tin liên quan đến hành vi vận chuyển pháo trái phép của mình.